đi đó đây. Đi đó đây xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại một ngôi chùa không mấy nổi tiếng lắm đâu. Tuy nhiên cũng có vài điều phải nói đến vì ý nghĩa của nó. Đó là chùa Phước Hải, nay đổi tên thành tu viện Phước Hải. Bây giờ mời các bạn cùng đi đó đây xem ngôi chùa này có gì nhé. Tu viện Phước Hải ngoài việc là nơi hành hương được đông đảo Phật tử và khách thập phương biết đến, nơi đây còn được gọi là chùa Bún Riêu, vì khi du khách đến đây luôn được chùa chiêu đãi món bún riêu chay miễn phí, muốn ăn bao nhiêu cứ ăn. Không quá nổi tiếng và rộng lớn như các ngôi chùa khác, nhưng chùa Phước Hải vẫn được nhiều du khách từ bản địa đến khách thập phương tìm đến viếng và tham quan. Trước đây chùa có tên là chùa Phước Hải, nhưng đến năm 1999 được các Phật tử đóng góp và xây dựng mới nên đổi tên thành tu viện Phước Hải. Do tên chùa đã có từ lâu đời nên người ta vẫn quen gọi tên cũ của nó là chùa Phước Hải. Vị trí tọa lạc của chùa rất độc đáo. Chùa nằm trong khu công nghiệp Gò Dầu thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nhưng không vì thế mà kém phần nổi tiếng. Nếu ai đã từng nghe qua cụm từ chùa Bún Riêu, đó chính là tên gọi khác của chùa. Cách cổng khu công nghiệp Gò Dầu 500m, đi thẳng vào nhìn bên trái là thấy ngôi chùa này. Vị trí chính xác mình để bên dưới phần mô tả nhé các bạn. Khi đến đây, các bạn có thể lễ Phật trước tiên, sau đó là thưởng thức món bún riêu chay nổi tiếng từ lâu tại chùa. Đến rồi mới thấy, mặc dù chùa nằm sâu bên trong khu công nghiệp nhưng vẫn có rất nhiều đoàn xe khách tìm đến. Có thể trong chuyến hành trình từ các địa điểm du lịch khác như Vũng Tàu, Long Hải hoặc Bình Châu trở về, họ ghé vào đây để dâng hương lễ Phật và để nghỉ ngơi. Chùa có bán chao do chính chùa làm, riêng chao ở đây rất ngon và béo nhé các bạn. Ai đến cũng mua vài hũ mang về, giá chỉ 30.000 đồng một hũ thôi, nhưng được rất nhiều người mua, có thể vì độ béo khá đặc biệt của loại nước chấm mà chùa này làm ra. Chùa thuộc hệ phái Bát Tông với kiến trúc vô cùng sắc sảo và độc đáo. Đến đây các bạn tha hồ chiêm ngưỡng và có thể chụp hình lưu niệm. Bên ngoài chánh điện là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại chánh điện của chùa được bài trí trang nghiêm. Giữa là tượng Đức Phật Thích Ca. Hai bên thờ tượng Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Cạnh hai bên còn được trang trí bằng hoa đăng được xếp thành hình tháp. Phía trên được chạm khắc hai con rồng vàng nhã ngọc uốn lượn rất đẹp. Sau khi lễ Phật, bạn đừng quên thưởng thức món ăn mà có thể nói là đặc sản nổi tiếng của chùa. Bún riêu chay là món ăn nổi tiếng xa gần, vừa hấp dẫn vừa ngon. Chùa nổi tiếng với món ăn này cho nên hàng ngày ngoài tiếp đón khách thập phương và Phật tử đến tham quan lễ Phật, cúng dường, thì chùa còn nấu món bún riêu chay và các món chay khác để tiếp đãi khách. Các món ăn hầu hết đều rất ngon và miễn phí. Tuy nhiên không vì miễn phí mà có thể ăn uống tùy tiện được, mà hãy nhớ rằng chỉ lấy thức ăn vừa đủ để tránh lãng phí. Món bún riêu chay được ăn kèm với rau sống gồm giá, bắp cải và rau má. Nghe thì thấy bình dân nhưng rau rất tươi và ăn kèm thì khá ngon. Còn thành phần trong món ăn này cũng đơn giản gồm đậu hũ, thơm, cà chua, củ cải trắng, mì căn và bột, được chiên giòn làm thành sợi. Không quá cầu kỳ nhưng đủ làm món ăn rất ngon và đậm đà hương vị chay. Vì số lượng khách rất đông nên nhà chùa phải bố trí thêm các bạn tình nguyện làm công quả mới có thể phục vụ kịp thời. Vào những ngày nghỉ, các bạn trẻ này thường đến chùa để một phần nào hỗ trợ về nhân lực và làm công quả cho chùa. Tại khu nhà ăn này có bán một số quà lưu niệm. Hãy mua để vừa ủng hộ chùa vừa làm món quà ý nghĩa tặng người thân hoặc bạn bè. Các món quà lưu niệm ở đây không phong phú nhưng rất ý nghĩa về mặt tinh thần. Đó là các câu đối hoặc thơ được ghi trên đá rất hay. Sách kinh Phật, pho tượng Phật hoặc đồ trang sức có hình Phật hay chuỗi Phật, tất cả đều đẹp và ý nghĩa. Các bạn có dịp đi ngược về xuôi ngang qua đây,
hãy nhớ dừng chân tại chùa thưởng thức món bún riêu và đừng quên món chao trứ danh của chùa Phước Hải nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ tiếp sau. Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube Đi Đó Đây, kênh ra video liên tục vào lúc 17 giờ các ngày lẻ trong tháng. Nếu thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.